Thưa sư cho con hỏi, có bao giờ mà toàn bộ hay đa phần con người ở một châu đều có khả năng đọc tâm trí như các phi nhân không ạ? Có nha. Thì nhưng mà chỉ có ở cõi Nam Thiện Bộ Châu thôi. Tức là vào thời kỳ trái đất hình thành ấy, thì các vị Phạm Thiên đi xuống chơi ở cõi cõi người ấy, rồi ăn thèm, bắt đầu là thèm ăn, ăn những chất dinh dưỡng ở cõi người. Và sau khi ăn thì nó nặng người, nặng bụng, cho nên là bay lên không được nữa, thì trở thành nhân loại đầu tiên. Thì những chưa chuyển camera. Rồi, xin lỗi em. Thì những nhân loại đầu tiên của cõi người á, thì họ là Phạm Thiên, cho nên đương nhiên họ có thần thông, mà trong thần thông đó đương nhiên họ có khả năng đọc được tâm. Tức là chỉ trong thời kỳ đầu á, loài người hình thành thôi. Để qua câu hỏi tiếp theo.